Xin chào các quý vị khán giả của chương trình 100 giây rực rỡ. Chúng em là nhóm B336. Em là Winner, là leader của nhóm Peace. Em là Vicky, là vocal line của nhóm. Em là Môn Hoàng Anh, là main dancer, line rap và nhạc. Em là Hana, đảm nhận phần vocal của nhóm. Em là Kira Kira và nằm trong vocal line của nhóm. Em là Kenji, rapper của nhóm. Đến với chương trình 100 giây rực rỡ ngày hôm nay thì nhóm cũng rất là vui, và cái tiết mục ngày hôm nay nhóm mang đến với chương trình thì khá là đặc biệt. Đó là những cái bài hát mà có lẽ là hit, rất là hit trên thị trường này bây giờ. Nhưng mà nhóm đã cố gắng mashup lại thành một tiết mục. Những cái tiết mục riêng lẻ này thì nó sẽ là những cái tiết mục mà thể hiện riêng cá tính từng người, và cuối cùng sẽ là một cái màn bùng nổ để mọi người sẽ nhìn thấy được cái màu sắc của cả nhóm sẽ theo đuổi trong thời gian sắp tới. Như là Hana vừa chia sẻ thì tại vì là em sẽ đang trong cái thời gian mà phải ôn thi và thi học kỳ, nên là khi mà em tập luyện cái tiết mục này thì bọn em sẽ phải vừa song song phải đi thi, vừa song song tập luyện, và cái tập luyện của bọn em thì khá là dày đặc, nên là nó chỉ là một tí do chút xíu, nó khó khăn chút xíu thôi. Nhưng mà tại vì là tất cả các thành viên ở đây đều rất là muốn hát, muốn quay trở lại sân khấu và muốn đem đến cho quý vị khán giả những phần trình diễn là tốt nhất, bùng nổ và tốt nhất của nhóm, nên là mọi người cũng bỏ qua những cái lý do đó và tập luyện với nhau rất là vui vẻ. Thì cái hình ảnh trong thời gian sắp tới của B36 thì mình sẽ tiết lộ một chút xíu là nhóm sẽ trở lại và sẽ quay lại những ngày sẽ trưởng thành hơn này, sâu sắc hơn, và nó sẽ như thế nào thì quý vị khán giả có thể đón xem trong chương trình 100 giây rực rỡ thì sẽ biết. Còn chúng ta không thể tiết lộ ngay bây giờ đúng không? Yeah. Trước khi bước vào phần thi thì nhóm em cảm thấy rất là hưng hực khí thế, tại vì cũng lâu lắm rồi nhóm mới quay trở lại với quý vị khán giả của nhóm. Nên là đây cũng là cái diện mạo và cái hình ảnh mới mà sắp tới nhóm sẽ thể hiện. Nên là nhóm cũng thông qua chương trình muốn mọi người sẽ để ý và yêu thương nhóm với cái hình ảnh này. Là gặp mặt nhau ha. Đúng rồi, gặp mặt nhau. Dạ, thật ra thì không cần phải tập luyện, nhưng mà thường ngày với em cũng gặp mặt thường xuyên rồi, để em gọi là ngày nào cũng gặp mặt nhau để tập luyện, để chuẩn bị nhau luôn. Dạ, đào tạo thứ cho em đã gặp mặt nhau, nói chung là dạ, mọi coi nhau như là một gia đình rồi, cho nên cái chuyện mà ngán hay không ngán không còn là vấn đề luôn. Cố gắng không làm gì được. Đúng rồi. Thì hiện tại là tụi em đều đang ở trong cái lớp tuổi mà học trung học cơ sở và trung học phổ thông, nên là đang cục và trong quá trình mà tham gia chương trình cho nên được nữa thì tụi em cũng phải song song đó là tham gia thi học kỳ ở trường, thì vừa phải cân bằng cái việc học thi, vừa phải cân bằng cái việc tập. Em sẽ cố gắng sắp xếp như thế nào đó cho nó thiệt là hợp lý để có thể có thời gian học bài để thi, và vừa có thời gian để chuẩn bị cho tập luyện luôn. Thường thì em chỉ tập tầm 9 giờ thôi, xong rồi sau đó thì em sẽ về học bài để ngày mai thi. Nhưng mà ở đây là có những bạn có thành tích rất là tiêu biểu, đó là khi ra là điểm trung bình của em thì chỉ biết là thêm biết là điểm trung bình năm nay của học kỳ 2 của Kira năm lớp 9 là 9.4, 9.4 chính xác, 9.4 nha mọi người. Còn việc thi là chị nghe nói là em muốn xuân xuân 4 môn điểm 10 đúng không? Dạ vâng. Dạ đó, nói chung là em vừa phải cân bằng việc học vừa phải cân bằng việc hát, cho nên là ok, mà em đúng là em rất là tự hào với em trong nhóm. Bây giờ mình sẽ chơi một trò chơi nhỏ nhỏ ha, mình sẽ chơi trò chơi nói từ. Tới sáng luôn anh, tới sáng luôn á. Không, mình sẽ chơi từ bên đây, qua đây trước. Ok, cái gì mình sẽ qua đây lại. Dạ thôi. Ok, rồi tôi cái cây cối nha. Bắt bài nha. Nha nè. Ok. Rồi nha. Từ Mon. Từ Nguyễn Hoàng Mon. Chơi cái gì mà mình chơi nói từ. Nói từ. Đúng rồi. 100 giây. Giây phút. Phút giây. Không được, phút nha. Phút. Phút trôi. Phút trôi là gì? Chết rồi. Sao nhắc vậy? Phút nào nha. Thôi chơi lại đi mọi người. Ok. Facebook.
trăm giây. Giây phút. Nó nhảy vào đấy à? Phút. Phút nà. Phút nà. Phút nà. Phút nà. Phút nà. Phút nà. Chốc. À. Chốc rồi. 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 Lát. Lát thế. Lát gì? Lát bì bê mà. À lát. Lát thịt. Ờ. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó nha. Thịt mỡ. Ờ. Mỡ dễ. Là mỡ ai? Tèm tèm. Mỡ. Mỡ vậy nè, quy tĩnh nè, happy đây nè, mỡ màng, mỡ màng, đúng rồi, đúng rồi, mỡ màng từ đấy, mỡ màng, mỡ màng gờ, màng gờ, màng lọc là cái màng để lọc thức ăn hả? Lọc nước ấy. Cái lọc lọc mình chơi ba chữ không anh, mình chơi ba chữ không anh, lọc đi, lọc đi, màng lọc, 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 bây giờ mình lọc nước, à lọc. Lọc, lọc nước. Nước suối. Suối nguồn. Được à. Suối nguồn đúng rồi. Em chơi cái gì nữa hả? Chơi cái gì nè? Nguồn sống. 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 Sống sót. 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 Ủa? Sống sót hả? Sót. Sót. Sống sót. 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 Sống lại. Ơ, sót lại. Sót lại đúng rồi. Sót lại. Lại la. Có tò mò về bài hát này như thế nào thì mọi người nhớ đón chờ nhé.